đến Mỹ nhanh chóng chỉ trong vòng 2 tháng với visa E2. Điều này có thật sự là chính xác? Anh chị hãy cùng tìm hiểu với Phượng trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Phượng, mình là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Portico & Bridge. Và trong video ngày hôm nay thì Phượng sẽ chia sẻ đến anh chị những cái thông tin liên quan đến visa E2. Thời gian gần đây thì trên thị trường có khá là nhiều đơn vị họ đang chạy quảng cáo cho cái chương trình visa E2 với những cái thông tin rất là hấp dẫn. Và điều này có thực sự là chính xác hay không? Thì cái điều đầu tiên Phượng muốn chia sẻ và nhấn mạnh để anh chị lưu ý giúp Phượng rằng đó chính là visa E2 là visa không định cư nha anh chị. Cái này khác hoàn toàn với visa EB5 của chương trình đầu tư định cư EB5 anh chị ha. Và cả gia đình mình sẽ cư trú và sinh sống tại Mỹ gắn liền với cái business mà anh chị đầu tư cho visa E2. Tuy nhiên bên cạnh đó thì visa E2 cũng mang đến rất là nhiều các lợi ích cho các anh chị nhà đầu tư. Và sau đây là Phượng sẽ chia sẻ đến anh chị ba cái lợi ích chính của visa E2 mang lại. Lợi ích đầu tiên đó chính là con cái của anh chị dưới 21 tuổi hoàn toàn sẽ được học tại Mỹ với chi phí bằng với dân bản xứ người Mỹ luôn. Cho tới năm 21 tuổi với visa E2 thì đây sẽ là một cái điều mà anh chị đang rất là mong muốn. Và cái lợi ích thứ hai đó chính là người phối ngẫu của đương đơn chính đang sở hữu visa E2 thì hoàn toàn có thể đi làm hợp pháp tại Mỹ. Và cái lợi ích cuối cùng của visa E2 đó chính là cái business mà anh chị đầu tư bên Mỹ thì sẽ mang lại một khoản lợi nhuận nhất định hàng năm cho anh chị. Thì đây chính là ba cái điểm nổi bật của visa E2. Tuy nhiên, như Phượng đã nói ở đầu của video là đây là visa không định cư. Do đó, anh chị nhớ với Phượng là cho dù mình có ở đây 5-10 năm thì cái thân phận của mình vẫn là visa không định cư. Anh chị nhớ với Phượng nhé. Và nếu như anh chị đang quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về các chương trình định cư thì anh chị cứ vui lòng liên hệ với Vũ Phượng tại số điện thoại 0931105290. Portico & Bridge là tập đoàn di trú đa quốc gia. Chúng tôi cung cấp các giải pháp định cư trọn gói cho các anh chị nhà đầu tư. Và anh chị vui lòng like và subscribe kênh của Phượng để luôn cập nhật những cái thông tin mới và hữu ích liên quan đến định cư nhé. Portico & Bridge, we here to serve you.